Đây chính là ba cái loại lược của bên Bách Chi, hoàn toàn chất liệu là sừng. Thì mọi người đã biết được công dụng của cái con lược ngựa thần này và lược có cán này rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng đến cái lược này là lược không cán, Linh ạ. Thế thì em thấy hai cái này em thấy cái nào hơn? Cái này thì nhỏ gọn tiện lợi hơn. Chính xác, nếu mà chúng ta đi đường xa và các chị em muốn có một cái lược mà để ở trong cái bót, cái ví của mình ấy, thì mình sẽ dùng lược không cán, nó rất là nhỏ gọn nhá. Thì tại sao chúng ta không nên dùng lược nhựa các bạn ạ? Lược nhựa thì nó sẽ làm cho tĩnh điện, thì khi em chải trên tóc ấy, thì nó sẽ gây ra những tiếng kêu. Và khi một cái dòng nước chảy mà em để cái lược nhựa bên cạnh, nó sẽ hút cái dòng nước đấy sát vào cái lược, thì chứng tỏ là lược đấy nó tạo ra tĩnh điện. Mà tĩnh điện nó sẽ tác động lên da, nó sẽ làm cho bào mòn cái tế bào và làm tế bào của mình nó ảnh hưởng. Và khi chải trên đầu ấy, nó sẽ làm cho mình gãy tóc. Thì khi mình dùng lược sừng ấy, cái công dụng lớn nhất của nó ấy, là nó chống lại cái việc là tĩnh điện và làm cho tóc em nó mềm mượt hơn. Thì bây giờ giống như mình chải bình thường thôi. Đấy, đây, mọi người thấy rất là êm á. Đấy, và bên mình thợ của bên mình hoàn toàn là sản xuất thủ công nhá. Này, khắc rất là đẹp. Một sản phẩm làm đẹp rất là hữu hiệu. Và ngoài cái tác dụng chải đầu ấy, thì em có thể chải vùng cổ vai gáy này. Thì mình cũng hay thế lắm, mình để một cái lược ở trên bàn mình. Rồi thỉnh thoảng mình chải đầu xong mình chải cổ vai gáy này. Đấy, ngoài ra ấy, mình có thể chải gì? Cả tay này em này. Đấy. Mình thực ra mình có rất nhiều dụng cụ nhưng mà mình hay dùng cái lược này. Đấy, để trên bàn bản thân mình hay làm và mình hay ngồi nhiều á thì mình cũng chải như này, không những chải đầu đâu nhá, mà chải cả cổ vai gáy, chải lưng, tay, chân. Đấy. Ngoài ra đối với phụ nữ chúng ta này có cái phần này này. Đấy, em làm, em biết công dụng này là gì không Linh? Nâng cơ mặt này. Chính xác rồi, em tự làm này. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Đấy, thì thực ra mình là đàn ông cho nên mình ít khi dùng nâng cơ mặt lắm, điệu quá nhỉ. Đấy, phụ nữ rất là hợp đúng không nào? Đấy, làm đẹp. Đấy, ok. Rồi, ngoài ra em thấy cái thân này để làm gì em biết không nào? Đấy. Em không biết. À, thì em sẽ chải vùng cổ với gái này, giống như spa massage thôi này. Đấy, đúng, chính xác, đúng rồi. Đấy, giống như một có một cái vật để nó xoa bóp ấy, nó làm tác động như vùng da cho mình. Và khi mọi người biết rồi, có sự trà sát thì tức là gì ạ? Làm cho khí huyết lưu thông, và khí huyết lưu thông thì đương nhiên là những cái tắc nghẽn rồi những cái bế tắc nó sẽ hết và da mình nó sẽ hồng hào và sẽ đẹp, đúng không ạ? Ok, đây chính là lược không cán, lược sừng không cán Bách Chi. Mọi người có thể liên hệ tới website bachchi.com và số điện thoại là 0934128128.